Xuân, Xuân, Xuân à, Xuân, đại ca, vậy tại sao ông lại cho thuốc mình uống? Tại sao lại cứu mình? Ông chú. Ờ. Hả hả? Dạ. Vô đi chơi con. Chào ông hai. Con có ít trái cây, biếu ông hai đi cảm ơn. Vậy là má bay nó hết cho bay nghe hết trơn rồi phải không? Dạ. Thôi cứ để ở đây đi. Cảm ơn nha. Ngồi đi con. Sao? Thấy trong người khỏe hẳn chưa? Dạ nay khỏe hẳn nhưng mai lại mệt. Cuộc sống có bao giờ yên ả đâu ông hai. Mọi thứ yên ả đều do tâm đạo của mình hết con à. Cảnh vật lung lay hay do tâm con chuyển động, con cũng không biết rõ nữa. Khi soi kỹ tâm mình thì mọi thứ sẽ đứng yên. Ông chú đã chứng kiến toàn bộ diễn biến đêm đó. Vậy thì nhánh tràm này ông chú qua tận chỗ đó để tìm thuốc cho con, rồi vô tình gặp nhánh tràm này. Lúc đó ông chú mới biết con đã bị họ dùng bát quái để mà lừa gạt, cho nên mới bị trọng thương nặng đến như vậy. Chính kẻ khác ở một môn phái nào đó đã lừa con. Đêm đó có tới 3 phe tham chiến. Con phát hiện điều gì à? Một nàng tiên mặt đạm đỏ. Mắc cười. Nhưng mà không sao, may mà nhờ mấy thằng thuốc của ông chú, con thật may mắn. Nhờ đó mà con có cơ hội để phục thù. Ông chú nghĩ đêm đó họ cũng không có toàn vẹn đi mà ra về. Nếu không có sự góp mặt của cô tiên đó, chắc chắn con đã quét sạch hết rồi. Nhưng tính ra con cũng kiếm được một mớ vốn. Những thứ trong này con đã thu về hết sạch rồi. Sau này bạc sức mà sẽ khiến họ. Con có định đối đầu với họ lần nữa không? Tôi giờ hai phe kia. Sao là hai phe? Một phe con nghĩ ông chú đã biết, còn một phe tùy theo sự hiếu chiến của họ mà con cư xử. Nếu họ cố tình triệt hạ con thì con đảm bảo cái quả sẽ về họ.
Nhưng mà ông chú nghĩ là họ đã tu luyện thành công nhiều tà thuật nguy hiểm. Ông e là... Dạ đúng. Con e là mình sẽ bị kỳ đà cản mũi khi đấu với họ. Con chỉ thất bại khi bị phân tâm thôi. Nếu cần thì ông chú sẽ đứng sau lưng con. Con muốn một vài ngày tới mọi việc phải thật rõ ràng, để tránh trường hợp bọn họ tấn công bất ngờ ông chú à. Dù sao con cũng cảm ơn ông chú đã cứu mạng. Bây giờ con chưa khỏe hẳn, con xin phép về nghỉ. Ờ. Tao 18, mày kiếm con Mận hết cái chợ chưa? Con kiếm hết chợ rồi bác, nhưng mà hỏi thăm không ai biết hết. Trời ơi con Tám. Tôi có chuyện gì vậy? Hà ơi, Hà ơi, đi kiếm con Mận đi con ơi. Mận sao? Dạ, em với Mận đi chợ, tự nhiên mày quay quay lại. Tự nhiên làm sao? Mận mất tiêu, em không biết đi đâu luôn anh. Bây giờ mày quay về chợ, bảo bà đàn em lục hết cái chợ cho tao. Dạ dạ, em biết rồi. Dạ, thưa bác con đi. À, quên nữa. Dạ, gì nữa? Thưa anh em đi. Đi đi. Dạ. Hà ơi, con Mận nó bị bắt rồi. Chắc mà chết quá, con đi tìm con Mận cho má đi hả? Mày tâm, con sẽ tìm con Mận về. Nhanh nghe con, má. Dạ. Sợ người ta sẽ... Minh, nghe anh hỏi nè, anh Tám chở Mận đi đâu mà bị lạc vậy? Dạ, đi mua đồ chơi ở chợ. Rồi sao nữa? Đi vô chợ, Mận đứng sau lưng em. Em với anh Tám đi mua đồ, quay qua quay lại không thấy Mận nữa. Trời ơi, Mận ơi, con đang ở đâu? Hà ơi, con đi tìm con Mận về cho má đi hả? Má bình tĩnh đi má. Má vô nhà nghỉ đi. Minh, đưa má vô nghỉ đi. Dạ. Mận ơi là Mận. Đại ca, tìm kỹ hết chưa? Đại ca, em tìm nó giờ mà không thấy. Bây giờ mày xuống trên dưới kiếm liền cho tao. Dạ. Còn mày. Dạ. Lên sống trên. Dạ. Mày qua sống dưới. Dạ. Cô Hồng ơi, cô Hồng. Cô Hồng. Con nghe nói là bé Mận nó bị ai dẫn đi rồi con ơi. Chắc cô chết quá con ơi. Cô bình tĩnh lại đi, chắc không sao đâu mà. Có gì cô và Hạ sẽ đi thông báo tất cả mọi người, rồi cùng nhau đi tìm. Hả? Ba. Hạ ơi. Anh hai, anh tìm được Mận rồi anh hai. Trời ơi, Mận ơi, con ở đâu? Cô Hạ. Dạ con chào ông hai. Con mời ông hai ngồi. Ủa chồng mày đâu? Dạ, chứ ông hai chưa biết chuyện gì sao? Chuyện gì? Sáng nay em của anh Hạ xuống chợ mua đồ rồi lạc mất tiêu. Tới bây giờ vẫn chưa có tìm được. Anh Đông đang ở bên nhà anh Hạ để bàn tính chuyện đi tìm đó. Con mời ông hai uống nước. Giờ mày cất cái áo đầm này đi, nhớ là làm lại y chang như lúc Hạ nó tặng con. Dạ. Lúc này bây nên hòa giải với nó thì hơn con à. Với lại đang xảy ra cái chuyện em út của nó nữa, đây là cái cơ hội để cho thằng Hạ và thằng Đông xích lại gần nhau. Dạ con hiểu rồi ông hai. Thôi đem vô trong cất cho kỹ đi. Dạ. Ủa, dạ thưa ông hai mới qua. Cái vụ em Hạ sao rồi con? Dạ, hiện tại thì anh Tâm khùng cho người tìm ở dưới chợ, còn thằng Hạ thì cầu hồn rồi hỏi cái gì đó, nhưng mà có vẻ không khả quan lắm.